Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Khi nào chúng ta đọc ayat kursi? Một, sau khi hành lễ bắt buộc thì không có gì ngăn cản y để bước vào thiên đàng sau khi y chết. Hai, trước khi đi ngủ, thượng đế Allah luôn luôn bảo vệ những ai đọc nó và ma quỷ Satan không được đến gần y đến sáng. Ba, thiên sứ Muhammad nói rằng